Các bạn thân mến, tối ngày 26 tháng 4 tại quảng trường thành phố Sa Đéc, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian, nghề làm bột gạo Sa Đéc, xã Tân Phú Đông và phường 2 thành phố Sa Đéc. Dự lễ có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Sa Đéc và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn. Nghề làm bột gạo Sa Đéc đã hình thành trên 100 năm tuổi, trải qua nhiều thăng trầm. Thì nhờ những yếu tố tự nhiên thuận lợi, nghề làm bột đã duy trì và phát triển thịnh vượng. Đến nay có trên 160 hộ làm nghề, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động địa phương, sản lượng bình quân trên 30.000 tấn bột hàng năm. Hàng năm thì những sản phẩm từ bột và sao bột đã đóng góp cho thành phố Sa Đéc hơn 400 tỷ đồng. Ngoài sản phẩm nổi tiếng là bột gạo thì các sản phẩm sao bột như là phở, nui, bánh canh, hủ tiếu của làng nghề truyền thống đã xuất ra thị trường trong và nhiều nước trên thế giới. Người dân của làng nghề cũng đã từng bước cơ giới hóa quy trình sản xuất để vừa được giảm cái nhân công lao động, vừa hạ giá thành sản phẩm, vừa nâng chất lượng và uy tín thương hiệu của bột gạo Sa Đéc. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Phạm Thiên Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồng Tháp đã trao giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian, nghề làm bột gạo Sa Đéc, xã Tân Phú Đông và phường 2 thành phố Sa Đéc. Đồng thời trao bằng khen của Ủy ban dân tỉnh cho 4 tập thể, 7 hộ gia đình và 1 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho sự bảo tồn và phát triển làng nghề. Lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Sa Đéc cũng đã trao giấy khen của Ủy ban dân thành phố cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của làng bột Sa Đéc trong thời gian qua. Lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cũng là một trong những cái sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động của lễ hội hòa bình diễn ra trên địa bàn thành phố Sa Đéc từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 với rất là nhiều hoạt động như là hội thi chế biến 49 món ăn và bánh dân gian từ các lò bột gạo Sa Đéc, hội thi văn nghệ quần chúng liên quan các nhóm nhĩ thanh niên, game show gung chuông vàng tìm hiểu lịch sử làng nghề làm bột Sa Đéc, cũng như triển lãm ảnh nghề làm bột gạo Sa Đéc xưa và nay, các cái giải bóng truyền hơi, giải bóng đá mini nam. Các hoạt động này sẽ diễn ra liên tục đến ngày 1 tháng 5 năm 2024, đặc biệt là tại khu vực quảng trường thành phố. Vào hàng đêm thì cũng có các chương trình văn nghệ đặc sắc và các hội thi để phục vụ bà con và người dân đến tham quan thưởng thức trong cái kỳ nghỉ lễ này.